Miss Saigon, nhà tài trợ chính thức của AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 tại Việt Nam. Xin chào các khán giả của bản tin bóng đá Việt. Quý vị đang theo dõi bản tin ngày mùng 2 Tết. Năm mới đến, hứa hẹn những điều bứt phá. Hãy cùng với FPT Play điểm qua những ngôi sao mai tuổi Mão sẽ tỏa sáng và làm rạng danh bóng đá nước nhà trong năm tuổi của mình. Trong lứa những cầu thủ sinh năm Mão đang thi đấu của bóng đá Việt Nam, Văn Hậu là cái tên nổi bật và thành công nhất tính cho tới thời điểm hiện tại. Cầu thủ quê Thái Bình sở hữu khối thành tích đồ sộ và ấn tượng. Ngay khi 17 tuổi, anh đã góp công giúp cho U19 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U20 World Cup 2017. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích với tấm huy chương bạc lịch sử. Thành tích trên có dấu ấn không nhỏ của Văn Hậu. Cũng trong năm ấy, Văn Hậu trở thành cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á. Chỉ sau một năm, Văn Hậu cùng U23 Việt Nam đã chinh phục thành công tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 2019 tại Philippines, cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam giành chức vô địch AFF 2018. Mới đây, Văn Hậu cùng với các đồng đội đã giành danh hiệu Á quân AFF Cup 2022. Ở cấp độ câu lạc bộ, Văn Hậu được đô lên đội 1 của câu lạc bộ Hà Nội từ năm 2017. Bên cạnh Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh cũng là cầu thủ tuổi Mão đáng kỳ vọng của bóng đá Việt Nam. Trưởng thành từ câu lạc bộ Hà Nội, tuy nhiên trước khi quay trở lại khoác áo câu lạc bộ chủ quản, Việt Anh đã có 2 năm thi đấu trong màu áo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Anh gây ấn tượng bởi thể hình lý tưởng, đây cũng là điểm mạnh nhất của cầu thủ này khi đối đầu với các tiền đạo cao to. Vị trí của Việt Anh tại câu lạc bộ Hà Nội và tuyển Việt Nam dần dần được khẳng định theo thời gian. Văn Toản là cầu thủ tiếp theo sinh năm 1999 có tên trong danh sách của đội tuyển Việt Nam giành danh hiệu Á quân AFF Cup 2022 vừa qua. Với sự phán đoán và khả năng phản xạ nhanh nhạy, anh được kỳ vọng sẽ tiếp nối đàn anh Văn Lâm trong khung thành của tuyển Việt Nam. Năm 2019 lần đầu tiên Văn Toản được triệu tập đến U23 dù còn ít kinh nghiệm thi đấu, song sự nỗ lực cùng khả năng của cầu thủ này đã ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Park Hang-seo. Văn Toản có 2 lần cùng với tuyển U23 Việt Nam giành tấm huy chương vàng tại SEA Games 30 và SEA Games 31. Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ, đó là tâm thế của các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội và Hải Phòng trước thềm trận siêu cúp quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 1. Cả hai đội bóng trên đều đã có lịch hội quân từ rất sớm để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận cầu mở màn mùa giải bóng đá 2023 tại Việt Nam. Câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Hải Phòng đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho trận siêu cúp quốc gia diễn ra vào ngày 29 tháng 1 tới đây. Theo đó, toàn đội sẽ có buổi khai xuân vào ngày mùng 2 Tết, tức là ngày hôm nay. Đến mùng 3 Tết thì toàn đội sẽ bước vào hội quân và tập luyện. Đây sẽ là buổi tập đầu tiên mà tân huấn luyện viên Brandovic có đầy đủ quân số. Việc chuẩn bị cho một giải đấu diễn ra gấp gáp chắc chắn là điều khiến cho nhà cầm quân người Montenegro gặp nhiều khó khăn. Vì tân huấn luyện viên của Hà Nội FC có quá ít thời gian làm việc với đội bóng mới, với nhân sự mới, đồng thời ông cũng không có được những gương mặt tốt nhất do một số trụ cột của Hà Nội FC lên phục vụ đội tuyển quốc gia hoặc giờ đây đã không còn khoác áo đội bóng. Bên kia chiến tuyến, câu lạc bộ Hải Phòng dự kiến có buổi khai xuân vào ngày mai, mùng 3 Tết và buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho trận siêu cúp quốc gia diễn ra vào mùng 4 Tết. Sau mùa giải 2022, đội bóng đất cảng đang đối diện với cuộc xáo trộn về mặt lực lượng. Đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã phải trả lại một số cầu thủ nổi bật theo dạng cho mượn và những cầu thủ hết hạn hợp đồng. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn giữ lại những trụ cột đáng tin cậy như Hải Huy, Văn Tới, Văn Minh, Đình Triệu hay Việt Hưng. Bên cạnh đó, vị chiến lược gia gốc Thanh Hóa còn có thêm sự phục vụ của những tân binh chất lượng như Lương Xuân Trường, Minh Dĩ hay Dương Văn Khoa. Trận đấu tranh siêu cúp quốc gia sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2023 trên sân vận động Hàng Đẫy Hà Nội. Đây sẽ là màn chạy đà hoàn hảo cho hai đội bóng trước khi bước vào V-League 2023, dự kiến khởi tranh vào ngày 3 tháng 2 sắp tới. Lần đầu tiên xuất ngoại của Văn Toản đang diễn ra khá suôn sẻ theo những ghi nhận trong thời gian qua. Dù chỉ là ở bước chạy đà, nhưng cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai ắt hẳn sẽ cảm thấy tự tin hơn để chinh phục thử thách tại đất nước Hàn Quốc. Tiền đạo Nguyễn Văn Toản vẫn đang trong quãng thời gian hòa nhập với đội bóng mới Seoul Eleven. Anh đã chính thức ký hợp đồng với Seoul Eleven từ cuối năm ngoái với thời hạn khoảng 2 năm. Trong thời gian thi đấu tại AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, cầu thủ gốc Hải Dương tranh thủ học tiếng Hàn cùng với các trợ lý đội tuyển Việt Nam.
Sau khi kết thúc chiến dịch cùng với đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo, tiền đạo người Hải Dương đã không theo các đồng đội trở về nước mà ở lại xứ sở Chùa Vàng để hội quân cùng với đội bóng mới khi họ tới đây tập huấn trước mùa giải. Tại đội bóng mới, Văn Toàn được tái ngộ với vị huấn luyện viên trưởng đã từng có thời gian làm việc với mình, đó là huấn luyện viên Park Chung-kun. Cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Hà Nội FC từng có quãng thời gian ngắn làm trợ lý cho ông Park Hang-seo tại đội tuyển Việt Nam và có những tiếp xúc cũng như hiểu phong cách chơi bóng của Văn Toàn. Hình ảnh thân thiết mới đây giữa anh và huấn luyện viên Park Chung-kun khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam thở phào nhẹ nhõm. Theo đó, huấn luyện viên Park Chung-kun đã không ngần ngại cõng Văn Toàn trên lưng và cả hai nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Theo báo chí Hàn Quốc, chính huấn luyện viên Park Chung-kun là người đã đề xuất câu lạc bộ Seoul Eland chiêu mộ Văn Toàn cho tham vọng tranh vé lên hạng tại K-League 1. Đồng thời nhờ huấn luyện viên Park Hang-seo tác động tới bầu Đức để chân sút người Hải Dương được có thể đi nước ngoài thi đấu. Rõ ràng đó là điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Toàn. Anh có một huấn luyện viên hiểu mình và bây giờ có thể thể hiện hết khả năng trên sân tập nhằm giành một suất đá chính. Sau khi khép lại chuyến tập huấn tại Thái Lan, Nguyễn Văn Toàn sẽ có thời gian về Việt Nam để hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi chính thức sang Hàn Quốc thi đấu cho đội bóng mới ở mùa giải 2023. Hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo tại Việt Nam đã kết thúc, nhưng theo đó lại mở ra cơ hội cho những người đã đồng hành cùng ông trong suốt 5 năm qua. Cánh tay phải của ông Park là trợ lý Lee Yong-jin, hứa hẹn sẽ sớm bước ra ánh sáng và ngồi vào chiếc ghế nóng tại V-League trong tương lai không xa. Đây cũng là phần cuối của bản tin bóng đá Việt hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời chia tay bóng đá Việt Nam sau AFF Cup 2022. Như vậy là hành trình của trợ lý Lee Yong-jin với đội tuyển quốc gia cũng đã chính thức khép lại. Trong một chia sẻ mới đây, cựu trợ lý của đội tuyển Việt Nam, ông Lee Yong-jin cũng đã nói về tương lai của mình có thể làm việc tại V-League. Dẫn dắt các câu lạc bộ V-League là điều khá thú vị, đã có một số lời mời dành cho tôi trong khoảng thời gian vừa qua. Họ đánh giá cao khả năng của tôi và có chiến lược rõ ràng. Tuy nhiên tôi sẽ dành chút thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ. Rất có thể tôi sẽ trở lại Việt Nam và xuất hiện ở vị trí huấn luyện viên trưởng của một đội bóng nào đó. Với thành công của huấn luyện viên Park tại Việt Nam, trong những năm qua đã có không ít các nhà cầm quân người Hàn Quốc được trao cơ hội tại V-League và mới đây nhất là trường hợp của huấn luyện viên Chung Jae-ho. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.